Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ hiện tại đang là 6 giờ khoảng 6 rưỡi chiều. Mình mới làm xong công việc ngày của mình, đó là buôn bán rồi thì là nhổ cỏ, trồng dâu rồi phụ giúp gia đình công việc ở trong nhà. Đó. À, dạo này buôn bán thêm cả phân nữa. Mọi người thấy ở trong kia là cái kho phân của mình chạy dọc như này. Đó là nên là bê vác rất là cực. Cuộc sống thì thấy nó cũng hơi là vất vả nhưng mà bù lại thì cũng có được những cái niềm vui khác. Thì ở cái video lần này thì mình sẽ ở các cái comment trước á, có một vài bạn inbox cũng như là comment á, nói là anh ơi, anh hướng dẫn cho em cách làm đất để mà trồng dâu. Thì hôm nay tiện, hôm nay là mình sáng dậy này, mình cuốc đất, cuốc từ đây ra kia đó. Mà đất thì thôi nó cứng, nó rất là cứng luôn, mùa khô mà đất nó chai lì, nó cứng. Ngày xưa ở đây lại lại còn 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 gọi như là đầm đất để làm cái nền đám cưới. Lúc đó mình đám cưới thì đầm đất làm cái nền chỗ này này, nên là đất nó quá là cứng luôn. Mình xả nước xong rồi mình mới cuốc lên. Thì ở cái video lần này thì mình sẽ giới thiệu sơ cho mọi người, tại vì mình cũng làm nó rất là nhanh thôi, để cho mọi người hình dung cũng như là mọi người biết cách làm sao để trồng cây dâu xuống mà nó phát triển cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì các bạn có thể thấy mình cuốc đất lên. Mình cuốc đất lên chiều như thế này. Có rất là nhiều phương pháp trồng, mình có thể trồng hai, trồng có nghĩa là đây một cây này, đây một cây. Nhưng mà trồng như vậy thì mình thấy nó cũng cũng được đấy, nhưng mà không hiệu quả, và mình thấy nó chất lượng bằng cái là trồng đơn lẻ từng cây một, nhưng mà khoảng cách nó cũng không phải là xa quá. Mình trồng dày hơn, nhưng mà mình trồng chỉ một một cái rạch như thế này, mình chỉ trồng một cây thôi. Đấy, thì mình thấy trồng như thế cây dâu của mình sẽ rất là to, nó phát triển rất là khỏe. Còn trồng hai bên như thế này thì nó cũng ok đấy, nhưng mà mình nghĩ là chăm sóc các thứ rồi sau này nó ra quả rồi thì là ra cây con đó, thì mình sẽ lấy rất là khó, cũng như là nó không kiểm soát được. Trồng một bên thì bên này là mình rất là dễ kiểm soát, cỏ rã các thứ cũng vậy. Nếu mà các bạn nào có điều kiện thì mình với lại ưng sạch đó, thì mình che lưới. Cái đây là mình tạo rãnh ra nha, trong đầu là mình trồng vào đây, mình lắp lại đó, mình vun vun lên luống cao như thế này đó. Sau rồi mọi người có thể mua lưới về, mua cái lưới đen á, về bắt đầu mình áp áp hai bên, áp bên này xong rồi áp bên này, ở giữa thì chừa lại cái rãnh để cho mình chăm sóc, bón phân và tưới. Đó là mình có thể nói sơ như vậy để cho mọi người có thể hiểu được những cái phương pháp trồng dâu. Rất là nhiều phương pháp luôn, nhưng mình thì mình chuộng trồng ra đất hơn. Đấy, giống thì mình chuẩn bị đây rồi. Đó. Cũng vội quá nên cũng chuẩn bị được một ít thôi. Tí nữa xong cái video này là mình sẽ trồng gấp rút, xong đó vô tắm rồi nghỉ ăn cơm đó. Thì khi mà đất thì đất này thì cũng tạm tạm thôi nha, chứ cũng không gọi là đẹp lắm. Ngoài đường kia, ngoài đường thì anh em nào mà làm như thế này mà có nhà có gà thì phải rào lại như thế này nha mọi người, không là gà nó vô nó bới rồi nó dẫm rồi nó phá, nó đạp lên ngọn dâu nhìn rất là thương, rất là thảm thương luôn. Đấy, thì bây giờ mình tạo một cái luống như thế này, nó đâu mình lấy cuốc mình đánh rãnh ra. Sau đó là ở giữa cái rãnh này á thì mình rắc cho nó một lớp phân chuồng đó, phân ổ hoai mục hoặc là xơ dừa cũng được, xơ dừa nhưng mà rắc ít thôi đó, hoặc là cho chấu, cho hoặc chấu cũng được, cho chấu củi á, mình mang ra mình rắc lớp mỏng thôi, hoặc là phân vi sinh, phân vi sinh, phân chuồn quế các thứ đó là đều là ok. Mình rắc một lớp từ đây sang kia đó, cứ như thế này đó. Cộng với đó thì tí nữa mình sẽ rắc thêm một ít lân nữa, các bạn nên dùng lân Lâm Thao, không có thì dùng lân Văn Điển được, nhưng lân Văn Điển rắc ít thôi, rắc nhiều quá nó sẽ chai đất. Còn lân Lâm Thao thì nó chuyên cho những cái cây ngắn ngày, cũng như là những cái cây thiên về ăn á, mình ăn rau, ăn rau củ
quả rau củ ăn lá cũng như là ăn củ thì người ta thường thường lót phân lâm thao chứ là chẳng ai lót lên bản địa cả. Đấy, các bạn cứ nghe mình ra ngoài tiệm phân bón bán cho vài kg phân lên lâm thao, hoặc là bạn nào có điều kiện mua luôn một bao. Một bao nó giá dao động khoảng từ 160 đến 170 ngàn một bao thôi. Đấy, cũng rất là rẻ. Mình trồng rất được 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 rất là lâu nên là mình cứ mỗi lần ra mình rắc như vậy thì cái đất của mình nó sẽ rất là ok. Trồng dâu nó sẽ phát triển rất là ok luôn đấy mọi người ạ. Thì thôi bây giờ đó cái luống mình sẽ quay như thế này. Ngày mai đấy. Còn cái luống bên này thì các bạn có thể thấy rồi đó, mình trồng xuống đây được khoảng chắc là được khoảng 2 tuần, chưa được 2 tuần. Đó, nó như thế này. Dâu này thì mình đã vừa rồi thì mình ăn Tết xong rồi. Nó hơi 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 bị sâu mình mới xử lý. Còn có đám bên kia nữa, đám bên đây thì rõ lắm rồi. Đấy. Mới trồng đây thôi các bạn ạ mà nó đã ra hoa ra trái rồi. Mọi người có thể thấy đây. Mới trồng trước Tết được ít ngày thôi. Tóm lại là video này mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn nào muốn trồng dâu ra đất mà gì á, thì mình nên tạo một cái luống như thế này, sau đó mình áp lưới hai bên, sau rồi mình trồng dâu ở giữa nó, mình để lại rãnh bón phân tưới nước cho nó ok. Nó lâu lâu thì mình cho phân hóa học, thì phân hóa học á, thì mình cũng đánh rãnh như thế này, đánh rãnh như thế này đó, đánh rãnh sâu xuống một xíu, sau rồi mình rải một hàng phân hóa học hai bên như thế này này mọi người này, sau rồi mình lấp đất lại. Như thế là ok nhất, phân tan chậm và đều mà nó không bị cháy, nó không bị cháy rễ cũng như là không bị cháy lá, không bị cháy ngọn. Bởi vậy một số các bạn mua dâu về bón phân trực tiếp vào, chỉ cần một hạt phân thôi, chỉ cần một hạt phân hóa học thôi, nó có thành phần đạm hoặc kali ở trong đó, đạm hoặc kali nha nha mọi người, là nó cháy cái ngọn dâu của các bạn liền, mà nó cháy phát là nó rữa ra y như là nó bị thối nhũn vậy đó. Nên là rất là tiếc đối với những cái bạn mà mình chưa có tìm hiểu kỹ nhưng mà mình đã vội vàng mình trồng, thì mình giới thiệu luôn cho các bạn như thế. Mong rằng ở cái video này thì sẽ giúp ích được một số các bạn trồng dâu trên cộng đồng Việt Nam, những người yêu thích trồng dâu như cũng như là mình thôi, thì sẽ giúp ích được các bạn để cho các bạn có thể có một cái hướng trồng tốt hơn. Nếu thì nếu thấy cái video của mình á nó hữu ích thì các bạn đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh cũng như là một like để ủng hộ tinh thần cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye, muộn quá rồi.